xin lỗi chú ý. Hiệp 1 đấu. Trọng tài bảo hộ chọn góc tài xanh. Dừng. Dừng, dứt kẹp bọc. Lượt trận tiếp theo, Nguyễn An Đông, huyện Châu Thành, góc đài đỏ gặp Nguyễn Lợi Danh, Bến Cầu, góc đài xanh. Trọng tài chuẩn bị điều khiển Bùi Minh Hoàng. Và lượt trận 84, Lê Thị Hồng Tuyết, huyện Châu Thành giáp đỏ gặp Lê Minh Thi, cản bàn giáp sân. Quyết định kết quả hiệp 1. Hiệp 1 sân thắng. Hết giờ nghỉ, sân số viên rời đài. Sân số viên rời đài. Hiệp 2 đấu. Đây là huấn luyện viên góc đài đỏ. Người xuống. Dừng, dứt kẹp 2. Lượt trận tiếp theo chung kết 51kg rẻ. Nguyễn An Đông, huyện Châu Thành giáp đỏ gặp Nguyễn Lợi Danh, huyện Bến Cầu giáp xanh. Trọng tài chuẩn bị điều khiển Bùi Minh Hoàng. Và trận chung kết tiếp theo 51kg nữ trẻ, Lê Thị Hồng Tuyết,
Châu Thành Giáp Đỏ gặp Lê Minh Thiên Cảng Bàng Giáp Xanh. Các kiểm định. Kết quả hiệp 2. Hiệp 2 xanh thắng toàn trận. Mời hai võ sĩ tiến ra giữa đài để nghe công bố kết quả. Kết quả trận đấu, võ sĩ Phạm Thị Xuân Hương, huyện Gò Dầu thắng trận, đoạt huy chương vàng hạng cân 48 kg nam nữ trẻ.